video mà tiếp đi. Ngon, thơm ngon. Masita. Masita, đặt món ngon. À quên đặt món ăn chứ. Ưng xích chumun haki. Ưng xích chumun haki, bánh pizza. Pizza. Pizza phát âm này ra hơi chút. Pizza. Thực đơn. Menu pan. Menu pan. Pờ pờ chứ không phải chữ bờ đâu. Đĩa. Cái dĩa. Chọc xì. Cây. Nepta. Nepta. Đồ ăn, đồ rán, đồ chiên. Tơ kim. Thi kim. Thi ui. Chân giò lợn, giò heo. Chân là cái gì? Chỗ bài. Thấy chữ bài không? Nhà hàng. Xích tan. Xích tan nhà hàng. Menu, menu pan. Menu. Thực đơn. Trộn. Chợ cơm trộn thực cẩm. Champong. Đọc căng lên chút. Canh kim chi. Kim chi chike. Kim chi chike. Bánh bao nướng. Khun man tu. Khun man du. Xúc ăn. Inbun. Inbun là phần ăn, xúc ăn. Đó là số hán hàng thì cộng với inbun nha. Chứ phải hàng là phần hàng, thức ăn. Pan chan. Pan chan là thức ăn kèm thêm. Thịt bò nướng. Bulgogi. Bulgogi. Thịt chiên chua ngọt. Thang su yuk. Thang su yuk. Bác. Chicken. Chicken. À mà. Bấm vô. Chicken là con gà đó. Bấm vô tôi không biết. Chicken là bấm con kỳ. Rồi. Rồi hết chỗ. Charika Ota. Charika Ota. Kim bát. Kim bát. Kim bát. Cơm chủ cùng trong biển mặn. Cha tà. Cha tà. Cơm cụm. Chô bát. Chô bát. Chép vô. Cơm trộn mà chô bát. Mì udon. Udon. Udon giao hàng. Bê tai ha tà. Bê tai ha tà. Còn chỗ. Charikai tà. Charikai tà. Đặt hàng gọi món gọi đồ ăn. Chumun ha tà. Chumun ha tà. Thực đơn. Ưng xích menu. Ưng xích menu. Canh. Cúc. Cúc. Ngọt. Tai tà. Tai tà. Tai là dầu thịt gà. Chicken. Chicken. Cơm thịt rán tẩm bột. Cơm thịt rán tẩm bột. Cam cha thang. Cam cha thang. Còn cam cha thang là canh khoai tây đó. Cam cha là khoai tây.
Mì trộn rau. Cha trang nhân. Cha trang nhân. Thìa muỗng. Súp cà rát ạ. Súp cà rát, món tương hầm. Tuấn trang chích kê ạ. Gà tầng nhân xăm. Xăm kê thang ạ. Không ngon. Ma sóc ta. Ma tọc ta. Món sushi. Chô bát ạ. Dồi lợn. Xôn te. Xôn te, cơm. Hạt. Mì điều mặt. Mô mì ạ. Thịt lợn luộc. Bô san ạ. Bô san, vị của món ăn. Xích ưng bát ạ. Ưng xích kê bát. Đây là ê là của này. Khi nào nó không có này nó mới là chữ ươi. Có nghĩa là một cái từ của nó luôn á. Còn đây là một cái từ thức ăn rồi nó có cộng thêm chữ e nữa, vị của món ăn. Canh khoai tây. Canh cá tăng. Yêu cầu đề nghị. Xích kỳ tả. Đây là gọi món yêu cầu nha. Xin cấp tả. Xin cọp tà. Bánh gạo xào cay. Tteokbokki. Tteokbokki, canh sườn bò. Kabi thang. Kabi thang, lựa chọn. Koruta. Koruta, ngồi. Anta. Anta, chua. Sita. Đũa. Chokkarat. Chokkarat, đắng. Sư tả. Canh đậu phụ cay. Sotopuchike.